Địa điểm đầu tiên của tụi mình đó chính là British Museum. British Museum là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới với hơn 8 triệu hiện vật biểu trưng cho lịch sử và văn hóa của nhiều nền văn minh khác nhau. Bên trong tòa nhà chính là nét kiến trúc đặc trưng của chiếc mái vòm bằng kính lớn nhất châu Âu vô cùng độc đáo và ấn tượng. Ở đây có trưng bày tượng đá của những vị vua Pharaoh, các vị thần và cả những bộ xác ướp Ai Cập. Một trong những hiện vật nổi tiếng nhất chính là phiến đá Rosetta cổ, được khắc 3 loại văn tự mà nhờ có nó, các nhà khoa học đã có thể giải mã được chữ tượng hình Ai Cập ngày xưa và là chìa khóa mở ra bí ẩn của cả một nền văn minh Ai Cập cổ đại. Ngoài ra, có một điều đặc biệt là cho đến nay, nguồn gốc và quyền sở hữu của các hiện vật trong bảo tàng này vẫn còn là những nghi vấn lớn, dẫn đến nhiều cuộc tranh cãi cũng như tin đồn rằng phần lớn những hiện vật ở đây đã được người Anh chiếm qua các thời kỳ thu phục thuộc địa. Tuy nhiên, điều đặc biệt hơn là bảo tàng này miễn phí vé vào cổng và các bạn chỉ cần vào website của bảo tàng để book trước khung giờ, nhận vé điện tử và rồi đợi tới đúng giờ thì đến xếp hàng để vào tham quan thôi. Và bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn đến một khu phố rất là dễ thương và ở đây có rất là nhiều những hàng quán local shop, cafe shop và khu phố này gọi là News Yard. News Yard là một góc sân sau của những ngôi nhà ở quận Covent Garden nằm giữa lòng London, nay đã được cải tạo lại thành một địa điểm có nhiều cửa hàng mua sắm, quán cà phê và nhà hàng. Nằm giữa những tòa nhà có nét kiến trúc đặc trưng, nhiều màu sắc tươi sáng tạo nên không gian ấm cúng. Đây là một địa điểm tham quan khá thú vị của khách du lịch khi đến London. Vòng khu chợ Covent Garden thì mình tìm đến cửa hàng cà phê Arabica gần đó, mua nhanh một ly latte tiếp thêm năng lượng để tiếp tục khám phá phố phường London. Đây là cửa hàng cà phê với chiếc logo phần trăm đặc trưng và phong cách tối giản đến từ Nhật Bản mà mình đã thấy từ lâu ở các nước châu Á và gần đây là cả Việt Nam. Không biết các bạn như thế nào nhưng mà mỗi lần mình nhìn thấy những thương hiệu châu Á được bán ở các nước châu Âu thì mình có cái cảm giác gì đó rất đặc biệt và hào hứng luôn muốn đến ủng hộ và trải nghiệm. Sau một hồi dạo ở khu phố Regent Street thì tụi mình sẽ di chuyển đến Chinatown. Và cũng may là Chinatown thì ở ngay gần đây luôn. Bây giờ thì hai chị em mình đang len lỏi trong các ngóc ngách ở khu phố Chinatown này để tìm mua trà sữa và xem thử là có món nào ngon thì tụi mình sẽ ghé vào và mua ăn. Cái điểm đầu tiên tụi mình muốn tìm đó là tiệm sữa tươi trân châu đường đen nổi tiếng Sinh Phu Tang. Có một điều rất đặc biệt mà chị em mình đã nhận ra sau một buổi chiều đi loanh quanh khắp trung tâm London, đó chính là đèn đỏ ở đây không có tác dụng gì hết các bạn. Nhiều khi hai chị em mình đứng đợi đèn đỏ mất mùa nhưng mà bà con thì đã đi hết rồi, nên kết luận rút ra là khi các bạn đợi đèn đỏ thì các bạn không phải cần đợi đến khi đèn xanh. Các bạn chỉ cần thấy mọi người xung quanh đi thì các bạn cứ di chuyển theo thôi. Mọi người đi xa thì mình đi theo dạy, chứ các bạn đợi đèn đỏ mất mùa thì bà con xung quanh đã đi hết trơn rồi. Thank you.
cái bột rất là mềm và sốt. Tụi mình gọi nhân bò, nhân gà và một cái vị tráng miệng là nhân canh trứng. Và ngay gần Chinatown là con đường mua sắm Carnaby thuộc khu phố Soho nhộn nhịp. Khu phố này nổi tiếng là địa điểm giải trí về đêm với nhiều nhà hàng, bar, pub kiểu như Bùi Viện hoặc Tạ Hiện ở Việt Nam, nhưng là một phiên bản khác đậm chất London. Bây giờ thì mình sẽ cùng dạo quanh một vòng Soho và sau đó thì em mình sẽ phải tranh thủ chạy về nhà, tại vì như các bạn thấy trên trời thì từ bắt đầu nổ mưa và đang có cái thời tiết rất là đặc trưng ở London suốt quanh năm luôn. Đây là lần thứ hai mình may mắn xem được buổi thay lính hoàng cung. Lần đầu tiên là ở cung điện hoàng gia Đan Mạch và lần này là ở Buckingham Palace với quy mô hành tráng hơn, đủ để thấy hoàng gia Anh flex độ giàu có của họ đến như thế nào. Và để lên lịch trình di chuyển chính xác thì các bạn lưu ý check trước ngày giờ diễn ra Changing of the Guard, vì khung thời gian sẽ thay đổi theo từng mùa và không phải ngày nào cũng có phiên thay lính. Và đặc biệt luôn luôn chú ý tư trang hành lý cũng như luôn cảnh giác ở bất cứ nơi đông người nào để tránh rắc rối không mong muốn xảy ra nữa nha. Changing of the Guard thì mình di chuyển ngay đến bảo tàng lịch sử tự nhiên Natural History Museum để kịp khung giờ mà mình đã book vé trước đó. Học sinh ở đằng sau mình hoạt động cũng rất là đáng yêu. Đây là một trong những bảo tàng lớn và nổi tiếng nhất nói về lịch sử hình thành của trái đất. Ở đây có trưng bày các mẫu vật về động thực vật, khoáng sản quý, hóa thạch khủng long và nhiều hiện vật của các loài động thực vật đã tuyệt chủng. Đặc biệt, khi đến đây, các bạn sẽ được nhìn thấy bộ xương khổng lồ dài hơn 25m của một chú cá voi xanh được gọi tên là Hope, nghĩa là hy vọng, cũng chính là loài động vật lớn nhất từng tồn tại trên trái đất. Bộ xương được treo tại sảnh chính của bảo tàng và là biểu tượng thu hút nhiều du khách đến từ mọi nơi trên thế giới. Và đặc biệt là khi book vé trên website của bảo tàng thì vé cũng được free nha các bạn. Bây giờ là 3 giờ chiều và tụi mình có một cái lịch hẹn ở tại nhà hàng này. Nhà hàng The Only Chelsea Garden để uống trà chiều. Khi đến London thì mình đã tham khảo và tìm được nhà hàng này chỉ để đến và trải nghiệm văn hóa trà chiều truyền thống, được xem như là quốc hồn quốc túy của Vương quốc Anh, và cố gắng book được bàn trước qua website của nhà hàng. Afternoon tea được phục vụ trong khung giờ từ 3 đến 5 giờ chiều. Ở đây, ngoài khu vực bên trong với nội thất ấm cúng sang trọng thì còn có không gian mở với khu vườn rất xinh và nhân viên phục vụ ở đây cũng khá niềm nở. Một điều mà mình để ý được đó là các nhà hàng ở Anh đều luôn hỏi trước khách hàng là có vấn đề dị ứng với các thành phần thực phẩm nào hay không để luôn đảm bảo được trải nghiệm ẩm thực của khách hàng. Thank you. Và đây là set trà ngày hôm nay của tụi mình. Bọn mình có gọi một set afternoon tea và một set green tea nhỏ. Thì nếu như các bạn chưa biết, green tea chỉ là một phần bánh scone và mứt, dâu cũng như là bơ để mà ăn khi mà uống kèm với trà. Còn một phần afternoon tea sẽ có 3 tầng, gồm có finger food là những cái bánh finger sandwich như thế này, bánh ngọt và scone. Theo như mình tìm hiểu thì cái truyền thống ăn bánh uống trà ở Anh thì mình sẽ ăn từ cái tầng thấp nhất lên cái tầng trên cao, có nghĩa là mình sẽ ăn cái bánh finger food này trước và sau đó thì mình sẽ ăn scone và ăn bánh ngọt ở trên cùng sau. Giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức afternoon tea cùng với mình nha. Thank you.
skin thì mình sẽ phải bẻ đôi nó ra như thế này. Sau đó phết lên một lớp bơ hoặc mứt hoa quả tùy ý để ăn kèm. Ở tầng trên cùng của phần afternoon tea cũng có các loại bánh ngọt khác. Theo cảm nhận cá nhân mình thì bánh ở đây cũng không đặc sắc mấy. Đổi lại thì trải nghiệm thưởng trà với không gian xanh đầy cây hệt như khu vườn cổ tích cũng khá là thơ. Giá cả so với các nhà hàng chuyên phục vụ trà chiều khác thì cũng có phần dễ chịu hơn nhiều. Và nếu các bạn chỉ đi hai người như mình thì chỉ cần gọi một phần trà chiều và một phần cream tea nhỏ là đủ, vì mình ăn nhiều thứ bánh cùng một lúc cũng khá là ngấy và lưng bụng. Sau buổi trà chiều thì tụi mình đi dạo một vòng đường phố ở quận Changxi và di chuyển đến bến phà Uberboat gần đó để về lại trung tâm London. Đường phố và nhà cửa ở đây nhìn rất là xinh. Giờ thì mời các bạn cùng mình lên chuyến tàu Uberboat đi dọc sông Thames về phía trung tâm thành phố nha. Ngoài lựa chọn du thuyền trên sông thì Uberboat là cách tuyệt vời và thuận tiện nhất để tụi mình di chuyển đến các địa điểm cần đến, đồng thời kết hợp ngắm cảnh London hai bên bờ sông và dễ dàng nhìn thấy được các địa điểm nổi tiếng như cầu thiên niên kỷ Millennium Bridge, tháp Big Ben, London Eye, Tower Bridge v.v. Và giá thì dễ chịu hơn so với các chuyến du thuyền nhiều. Các bạn chỉ cần tìm đến bến tàu Uberboat gần nhất, đợi tàu cập bến, cứ mỗi 20 phút sẽ có một chuyến tàu. Và để biết rõ tàu có đi đúng hướng bạn cần đến hay không, thì chỉ cần hỏi nhanh các anh nhân viên trên tàu thì sẽ được các anh hướng dẫn rất tận tình và có thể thanh toán trực tiếp bằng thẻ ngân hàng ngay trước khi lên tàu mà không cần phải mua vé trước. Giá của chuyến đi sẽ được chốt tùy vào hành trình dài hay ngắn và địa điểm bạn check out khi xuống tàu. Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời mà chắc chắn các bạn sẽ không thể nào muốn bỏ qua khi tới London. Giờ thì tiếp tục hành trình với chuyến xe bus 2 tầng. Lần này mình sẽ đưa các bạn đi ngắm hoàng hôn với chiếc view cực đẹp, nơi mà các bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh trung tâm London từ trên cao tại tầng thượng của tòa nhà The Garden at 120, hay còn gọi là khu vườn ở tòa nhà số 120. The Garden at 120. Ở trên này thì các bạn có thể nhìn thấy bao quát view của trung tâm London. Ví dụ như ngay đằng sau mình các bạn có thể thấy The Tower Bridge hoặc là những cái tòa nhà cao tầng. Để mà đi được lên đây thì các bạn không cần phải trả tiền tại vì nó free, cũng không cần phải đặt vé trước luôn. Các bạn chỉ cần xếp hàng và sau đó thì đi thang máy đi lên trên mà thôi. Và đặc biệt nếu như mà các bạn vào được cái khung giờ khoảng lúc hoàng hôn thì khung cảnh cũng sẽ rất là tuyệt, như là ở phía sau mình đây. Đây là khu phố và cái Airbnb mình ở và rất là xinh, và những ngôi nhà này rất là đặc trưng theo phong cách kiến trúc mà mình thường thấy ở những bộ phim. Và bây giờ thì mình đang đi bộ trên cái cầu Westminster và ngay phía sau mình đó chính là tòa nhà Westminster cũng như là tòa tháp đồng hồ Big Ben bên phải. Thực sự thì mình đã nhìn thấy công trình kiến trúc này rất là nhiều lần trên đài báo, TV rồi. Nhưng mãi cho đến bây giờ khi mà được tận mắt nhìn thấy nó ở bên ngoài thì mình mới có thể cảm nhận được cái sự hoành tráng uy nga của nó như thế nào. Vô cùng ấn tượng các bạn. Và ngay bên kia cầu thôi các bạn có thể nhìn thấy ngay lập tức vòng xoay như tình ai. Và cũng là một người tự dụng mang tình ai thật tích khi mà mình nhắc tới thủ đô London. Một buổi sáng đi dạo quanh khu vực Westminster Palace thì mình và Uyên tạm chia tay nhau tại vì kế hoạch tham quan của tụi mình ngày hôm nay có hơi khác nhau một chút xíu. Uyên sẽ tiếp tục tham quan một cái tòa cung điện hoàng gia khác ở xa trung tâm London hơn, còn mình thì chỉ sẽ đi loanh quanh để tham quan những cái địa điểm mà mình muốn ghé ở trong khu vực London mà thôi. Và khi mà mình đi bộ từ Westminster Palace về phía bên này thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay tòa nhà Westminster Abbey. Và đây cũng chính là nơi mà đám cưới của các thành viên trong gia đình hoàng gia sẽ được diễn ra từ trước đến nay. Và nếu như bạn cũng có tâm hồn đam mê ăn uống như mình thì không thể nào bỏ qua khu chợ ẩm thực trứ danh Borough Market. Bình thường nghe giọng anh qua phim ảnh, truyền hình hay nói chuyện với đồng nghiệp đã quen, nhưng khi đến đây thì cũng là lần đầu tiên mình có dịp nghe giọng rao bằng tiếng Anh rất dân dã mộc mạc ở chợ của những cô chú tiểu thương buôn bán ở đây. Là một người đam mê ẩm thực nên là chắc chắn là mình không thể nào bỏ qua khu chợ này. Nhưng mà một điều mình không ngờ đến là nó rất là đông các bạn, tại vì hôm nay là thứ bảy chủ nhật cuối tuần nữa nên là chợ đi đâu cũng là người hết. Bây giờ thì mình sẽ đi loanh quanh khu chợ này xem thử là có món nào đáng cho mình trải nghiệm hay không.
thì mình sẽ mua và ăn thử ở đây, còn không thì mình sẽ nhanh chóng di chuyển đến địa điểm khác để tiết kiệm thời gian, tại vì thực ra thì mình cũng không có đói lắm. Và bây giờ thì mình đang đứng trước một cái cửa hàng cơm Rai Lan ngay cổng chợ, và các bạn thấy ở đằng sau mình là một cái queue, một cái hàng rất là dài. Và vì đi vào mùa du lịch nên lượng khách ở đây cực kỳ đông, mình đành phải xin lỗi các bạn là đã không đủ kiên nhẫn xếp hàng ăn thử món cơm Bay La ở cửa hàng nổi tiếng này. Hẹn một ngày không xa nhất định mình sẽ quay trở lại và hy vọng sẽ có dịp được thưởng thức ẩm thực nơi đây. Bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn đến một nơi rất là đặc biệt đối với mình, ít nhất là đối với mình. Và trước khi đến London thì mình đã phải tìm hiểu rất nhiều để biết được đường đi đến nơi này, cũng như là rất là háo hức trước khi mà tới đây. Và đây chính là nhà ga King's Cross Station, nơi mà mình có thể nhìn thấy được mô hình mô phỏng lại cái platform 93/4 ở trong phim Harry Potter. Nếu bạn là fan của series phim Harry Potter và xem trọn bộ 7 phần không sót tập nào như mình thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay platform 93/4 là cánh cổng vô hình kỳ diệu đưa các phù thủy đến với chuyến tàu phép thuật để nhập học ở trường Hogwarts. Một trong những đoạn phim lúc nhập học đã được quay tại nhà ga này, và để lấy cảm hứng từ phân cảnh ấn tượng đó thì nhà ga đã dựng một mô hình đặc biệt mô phỏng là chiếc xe đẩy hành lý như đang xuyên qua bức tường để du khách có thể chụp ảnh. Mặc dù mình cũng rất là thích chụp hình, nhưng mà khi đến thì mình thấy lượng khách du lịch xếp hàng rất là đông và dường như không hề có dấu hiệu di chuyển. Vậy nên là mình đã quyết định vào tham quan cửa hàng lưu niệm ngay gần đó để mua vài món đồ lưu niệm mang về. Và mình đi vào trong cái căn phòng này. Căn phòng này có bán tổ thần và áo quan đồng phục của trường Hogwarts. Cửa hàng này được trang trí và setup theo concept thế giới phù thủy với những vật dụng phép thuật rất là đặc trưng mà mình đã thấy qua những tập phim, và cảm giác khi bước vào đây hệt như là mình đã lạc vào không gian phép thuật như trong phim luôn vậy. Cũng là một địa điểm khá là thú vị. Chắc là hẹn một ngày nào đó mình có dịp quay lại London, và nếu có cơ hội được đến đây sớm hơn vào buổi sáng chẳng hạn, hay là vào một mùa nào đó không phải là mùa du lịch, thì mình sẽ cố gắng xếp hàng để mà chụp được bức hình với cái platform 93/4 đó. Nhưng mà hôm nay thì khi mà được nhìn thấy tận mắt cái góc nhỏ này thì mình cũng đã khá là mãn nguyện rồi. Thì mình lại di chuyển về trung tâm tìm một quán cà phê xinh xắn để ăn bánh, uống nước, nghỉ chân, đợi đến giờ hẹn gặp Quyên, và sau đó thì hai chị em mình sẽ cùng nhau đi chơi nốt buổi tối còn lại. Đầy sức sống, làm cho mình có cái cảm giác như là mình đang đâu đó ở giữa lòng trung tâm Sài Gòn, Việt Nam. Một cái pha nhịp sống trẻ, tấp nập, hiện đại của một thành phố lớn chính hiệu, mà không phải thủ đô nào ở châu Âu mình đã từng đi qua cũng cho mình một cái cảm giác tương tự. Còn đây là cửa hàng trà bánh cao cấp nức tiếng London với thương hiệu Fortnum & Mason. Cửa hàng này rất rộng và được trang trí xinh xắn hệt như trong truyện cổ tích. Mình được một đồng nghiệp recommend đến đây để mua bánh cookie về ăn và làm quà cho người thân, nên mình cũng vào mua vài hộp bánh quy và trà mang về. Và đúng là nó ngon thực sự các bạn. Mình mua một loại bánh quy nhân hạt dẻ cười ăn rất là ngậy và thơm bơ, vị ngọt vừa phải kết hợp với miếng hạt dẻ giòn tan, cắn phát nào là mê phát đó. Vậy nên nếu bạn có dịp đến London thì nhớ đừng bỏ qua cửa hàng trà bánh này nha. Và đã đến Anh rồi thì không thể nào bỏ qua món đặc sản truyền thống fish and chips, từng là một món ăn dân dã của người lao động Anh và dần trở thành một phần văn hóa và biểu tượng ẩm thực của quốc gia này. Một đĩa fish and chips nguyên bản gồm một miếng phi lê cá tuyết chiên giòn ăn kèm với khoai tây chiên. Bạn cũng có thể gọi thêm đĩa rau xanh lách để bổ sung thêm chất xơ, vắt thêm miếng chanh hoặc một chút giấm ăn kèm để cân bằng vị. Một đĩa như thế này ăn khá no, và theo mình thì đây cũng là một món ăn bình dân đáng để các bạn trải nghiệm khi đến với London. Thank you.
Còn một điều đặc biệt mà mình quên chưa chia sẻ với các bạn về việc di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng trong khu vực London. Ở đây, ngoài việc mua thẻ Oyster Card, mình cũng có thể check-in, check-out trực tiếp bằng thẻ ngân hàng vật lý hoặc contactless trên điện thoại mỗi lần lên và xuống tàu xe. Và mỗi cuối ngày như vậy, tổng số tiền di chuyển sẽ được tổng kết và thanh toán trực tiếp vào thẻ của bạn với mức giá phải chăng nhất mà bạn không cần phải đắn đo suy nghĩ về việc là có nên mua vé ngày để tiết kiệm hay không. Mỗi ngày như vậy, mình di chuyển rất nhiều và số tiền được thanh toán cho chi phí đi lại của mình cho từng ngày trung bình khoảng tầm 8 bảng, và hình thức thanh toán này cũng được áp dụng cho cả Uber Boat trên sông Thames. Thật là may mắn, tại vì ngày cuối cùng của mình ở London thì thời tiết đẹp cực kỳ. Như các bạn thấy là trời đang rất là nắng ấm, và mình sẽ tranh thủ ngày hôm nay để đi dạo đến một nơi mà mình chưa kịp ghé trong những ngày qua. Và sau đó thì mình sẽ tranh thủ chạy về để kịp ra sân bay trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày cuối cùng ở London thì mình chỉ có một mình, vì Uyên có chuyến bay về lại Wandsworth từ sớm, còn chuyến bay về Warsaw của mình thì lại vào buổi tối. Cũng lâu lắm rồi mình mới lại có cái cảm giác rong ruổi khám phá những góc nhỏ ở một thành phố xa lạ một mình, tìm được một quán cà phê xinh xắn ngay gần quán pub cổ The Churchill Arms ở quận Kensington. Quán cà phê này có không gian ấm cúng và bán matcha latte siêu ngon. Và ở đây mình cũng được tình cờ gặp gỡ trò chuyện với những người bạn mới. Vậy mà cũng hay, cũng chill lắm. Nói chung là cũng có kỷ niệm. Giờ thì mình sẽ di chuyển về lại trung tâm và mua vé tham quan, tìm hiểu lịch sử xây dựng cái cầu tháp nổi tiếng Tower Bridge. Vé xong thì mình không cần phải đặt vé trước, mình chỉ cần đứng xếp hàng ở bên ngoài, và sau đó thì đi thẳng vào trong này sẽ có chỗ cho bạn mua vé và được đi lên liền luôn, và cũng không cần phải đợi lâu. On the other side and just go down the stairs. Those of you though who need the lift, just come back to this side and you come back here and we sort of help you out. Mọi người thường nhầm lẫn Tower Bridge và London Bridge, nhưng thật ra đây là hai cây cầu khác nhau cùng bắc qua sông Thames. London Bridge có kiến trúc hiện đại và không cầu kỳ như Tower Bridge. Trong khi đó, cây cầu tháp Tower Bridge là một trong những biểu tượng của London, được thiết kế nổi bật hơn với hai tòa tháp cao. Đặc biệt, cầu có thể mở lên để cho phép tàu thuyền di chuyển qua lại. Từ trên cầu mình được hướng dẫn là mình sẽ đi tham quan hai tòa tháp và hai bên cầu trước, sau đó thì mình sẽ di chuyển xuống dưới phòng cơ. Nối liền hai tòa tháp là hành lang đi bộ trên cao, và hiện nay ở hai hành lang này có lắp một phần sàn của lối đi bằng mặt kính cường lực để khách du lịch không chỉ được ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao mà còn có thể nhìn thấy dòng người và phương tiện di chuyển ở phía dưới. Và nếu như mà bạn không bị rối loạn tiền đình thì đây là một trải nghiệm rất là thú vị mà chắc chắn bạn không thể nào bỏ qua. Nhớ nha! Bây giờ thì mình sẽ đi bộ theo cái đường màu xanh này để di chuyển đến phòng động cơ sau khi mình đi ra khỏi hai tòa tháp ở trên cầu. Quan cầu tháp xong thì mình lại đi bộ ra bãi cỏ ven sông gần đó để ngồi ngắm nhìn lại toàn cảnh không gian mà mình đã từng nhìn thấy trong giấc mơ ngày nào, tận hưởng trọn vẹn cái tiết trời mùa hè của thủ đô nước Anh, 22 độ nhưng lại đầy nắng ấm, lưu lại khung cảnh này như một thước phim của những năm tháng tuổi 20 thật đẹp và trân quý tuổi trẻ của mình vì đã thực hiện được những chuyến đi mà mình từng mơ ước. Hiện tại thì mình đang ở nhà ga Liverpool và hôm nay là chung kết Euro năm 2024, và đội tuyển Anh là đội tuyển lọt vào chung kết năm nay. Bây giờ thì mới khoảng tầm 2 giờ chiều thôi mà các anh, các chú, các thanh niên đã tập trung ở quán bóp ngay ở đây và hát hò và uống bia để qua mất sẵn, mặc dù mãi tới tối nay thì trận đấu mới bắt đầu. Nói chung là cũng rất là tình cờ khi mà ngày cuối cùng mình ở lại London thì cũng là cái ngày chung kết Euro và mình được tận hưởng cái không khí này trong ngày hôm nay. Trước
khi ra sân bay thì mình đến nhà hàng bao ở gần Chinatown để ăn chiều. Ở đây có bán bát cơm trộn nhỏ, nhìn rất xinh và ăn cũng rất ngon. Bát của mình có thịt gà luộc được tẩm ướp thấm vị vừa ăn, cơm dẻo nóng hổi trộn cùng với lòng đỏ trứng gà, hành phi. Mình có gọi thêm phần dưa muối để ăn kèm. Dưa muối giòn, chua chua ngọt ngọt, ăn cùng với cơm cũng rất là bắt miệng. Rất là ngon các bạn. Bây giờ thì mình sẽ phải nhanh chóng chạy đi mua thêm một ít quà lưu niệm về làm quà cho bạn mình. Sau đó sẽ đi ra sân bay. Chắc chắn 4 ngày ở London không thể nào đủ đối với mình. Nhất định là mình sẽ quay trở lại London vào một ngày không xa. Và khi tập vlog này được up lên thì mình cũng đã kịp book một cặp vé khác để quay trở lại London vào một dịp gần nhất và một mùa đẹp nhất trong năm. Và mình đang rất mong đợi được cùng với các bạn trở lại thành phố xinh đẹp này một lần nữa. Cảm ơn vì đã xem tập vlog lần này của mình. Mong sẽ luôn có các bạn đồng hành với mình trong nhiều chuyến đi nữa. Và mình hy vọng các bạn cũng sẽ thực hiện được và lưu giữ nhiều kỷ niệm về những chuyến đi của thời thanh xuân thật đẹp nha. Thanks for watching and see you next time. Và ấn tượng của nó đến như thế nào thì mình cảm thấy rất là nó rất là đáng ngưỡng mộ. Sau và vòng xoay London Eye vô cùng iconic, vô cùng là vòng xoay rất